Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 ạ, hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 27 tháng 3 năm 2024 ạ. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em đang cập bến rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp đáng sưu tầm nhất ạ. Những cây lan cực kỳ là xinh, thời điểm hiện tại đang nụ đang hoa cực kỳ là đẹp luôn, với cái giá siêu rẻ trong buổi tối ngày hôm nay để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Gián báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện nhắn tin hay số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại. Cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái cây lan kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng cô chú anh chị này. Những cây hàng không hề dài như là những vùng miền khác, nhưng mà khi mà sổ hoa thì mặt bông cực kỳ là đẹp, cái màu vàng của kiều vuông của dòng kiều mỡ rất là đẹp luôn. Thời điểm bây giờ kể cả ngay cả cô chú anh chị có thể thấy là ngay cả những cây lan ngắn nhất thì vẫn cho những cái bông hoa, những chùm hoa rất là đẹp. Và ở đây thì em đang có 3 lô duy nhất thôi cô chú anh chị nhé. Cái kiều vuông mỡ gà bên em không có nhiều đâu ạ. Có 3 lô duy nhất này. Lô này em gọi là lô số 13, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Lô kiều vuông mỡ gà số 13 này em xin phép được bán với giá sẽ là 80.000 cô chú anh chị nhá. Về cô chú anh chị làm được một cái giỏ cực kỳ là đẹp luôn, hàng bóc rừng tươi gió như này. Và lô tiếp theo sẽ là lô số 14 này. Lô số 14 em đang để giá là 90.000 cho lô số 14 này. Và lô số 15 cực kỳ là dài và đẹp luôn. Đó, lô số 15 với giá 120.000 cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan kiều vàng. Kiều vàng thì em có cái phần này gọi là phần số 1 ạ. Phần số 1 này em bán là 50.000 cho cái phần kiều vàng này nhé. Và phần số 2 này. Phần số 2 nói chung là có phần là dài và hơi rụng lá, nhưng mà hàng vẫn rất là đẹp, đảm bảo cô chú anh chị về cây giống. Phần số 2 với giá chỉ có 90.000 thôi. Và phần số 3 sẽ là 80.000. Đó. Phần số 3 là nguyên một rề cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng lan trầm tím hàng rừng. Hàng là 100% thân tơ ạ. 100% thân tơ, thân nào thân đấy căng mướt luôn. Cô chú anh chị này, rất là đẹp luôn. Đó, căng mướt cực kỳ là đẹp. Và thời điểm bây giờ cô chú anh chị có thể thấy là nụ đã bắt đầu là nứt ra khỏi thân như thế này rồi. Một số thân là nụ bắt đầu nứt ra khỏi thân như vậy nhé. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy ạ, rất là đẹp luôn. Và mầm gốc thì cũng đang bắt đầu là nhú lên. Nên là chính là cái thời điểm rất là tuyệt vời trong năm để cô chú anh chị mình vừa thưởng thức mùa hoa trọn vẹn mà lại có ngay những cái thân trầm để làm giống rất là tuyệt vời. Nên mầm gốc này đang chuẩn bị nhú lên này. Cô chú anh chị nhìn thấy đấy ạ. Đó. Đấy, mầm gốc đang lên và nụ thì cũng đang bắt đầu là chuẩn bị trồi ra khỏi thân như vậy thôi. Em đang để giá là 360.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg, 0,2 kg. Dạ, cô chú anh chị có thể nhìn cho em. Với một cái lượng hàng là 0,2, cô chú anh chị có thể sở hữu ngay một cái phần trầm rất là đẹp như thế này. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan ngọc thạch 3 màu. Ngọc thạch 3 màu hàng Tây Bắc cô chú anh chị nhé. Thân nào thân đấy căng mướt và mầm gốc đang lên cực kỳ là đẹp như vậy. Đảm bảo cô chú anh chị rằng sẽ được thưởng thức một mùa hoa trọn vẹn và một mùa cây giống rất là tuyệt vời. Em đang bán ngọc thạch 3 màu này với giá chỉ có 150.000 cho 1 kg thôi ạ. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg cô chú anh chị nhé. 0,3 kg. Với thân nào thân đấy căng mướt đẹp như thế này, chắc chắn rằng cô chú anh chị được thưởng thức mùa hoa rất là trọn vẹn luôn. À, cây đang chuẩn bị nhú nụ thôi. Sang bên này đây thì em đang có những cái cây lan hài ạ. Cây lan hài đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan hài kim nhé. Cái dòng lan hài kim em đang để giá là 230.000 trong 1 kg. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg ạ. 0,3 kg ha. 0,2 em cũng bán luôn. Đó, cái dòng lan hài kim. Thời điểm bây giờ cây đang lên mùa mầm mới nhé cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây thì hôm nay em đang về một cái ít cái dòng lan hài Henry, một cái trong những dòng lan hài mà cũng đang chuẩn bị đến cái mùa hoa của dòng lan hài Henry rồi. Một cái dòng lan mà sai bông rất là tự nhiên và cực kỳ là đẹp luôn.
Đó, cô chú anh chị cùng nhìn cho em ạ. Cái dòng lan hài Henry, mặt bông của dòng lan hài Henry vô cùng là xinh đẹp như thế này. Em đang để giá 1 kg của dòng lan hài Henry, giá chỉ có 130.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. 130.000 cho 1 kg thôi ạ. Và em xin phép được bán từ 0,3 kg đây cô chú anh chị. Với 0,3 cô chú anh chị mình có thể ghép được khoảng tầm 3 giỏ cô chú anh chị ạ, 2 hoặc là 3 giỏ tùy cô chú anh chị. Tức là với hơn 30.000 cô chú anh chị được vài cái chậu lan rất là đẹp, hài rất là đẹp rồi, đó, dòng lan hài Henry cô chú anh chị nhé. Còn nếu mà cô chú anh chị mình không có đủ tự tin để ghép, cô chú anh chị lấy giúp em những cái chậu lan hài Henry đã thuần sẵn như thế này. Đấy, ở đây thì em đang có những chậu lan hài Henry thuần sẵn này. Một chậu Henry như vậy em đang để giá là 100.000 cho một chậu nhé. Và ngoài ra thì em còn có thêm cả những chậu lan hài Cosy ạ. Nói chung là những cái cây lan hài này thì mùa này đang chuẩn bị đến mùa hoa rồi. Cô chú anh chị lấy về là cây sẽ chuẩn bị là bắt đầu là đến mùa nụ mùa hoa luôn đấy ạ. Những cây lan hài Cosy đã được thuần rất là lâu như này. Xanh mướt cực kỳ là đẹp, mặt bông của dòng lan hài Cosy đây. Nói chung là mỗi một cây lan nó có một cái vẻ đẹp riêng của chính trạng. Và một cái chậu lan hài Cosy như vậy em xin phép bán 110.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây lan đùi gà tròn ạ. Đây sẽ là những cái cây lan đùi gà tròn của vùng Cao Bằng. Thực sự thì cũng rất là lâu rồi em không có hàng gà tròn Cao Bằng về. Bởi vì là gà bên em thì hiện tại thì nó cũng không có nhiều. Bởi vì là cái hàng gà ấy thì thường là nó sẽ mọc ở những cây rất là cao, ở những rừng rừng rậm cô chú anh chị ạ. Hiện tại thì cũng không còn nhiều cái đùi gà đâu ạ. Hàng cắt tỉa rất là kỹ và đẹp như thế này. Cây đang nụ cô chú anh chị nhé. Thân thì gần như là gà dẹt, nhưng mà khi mà sổ hoa thì hàng sẽ là mắt nhung đen của cái dòng gà tròn. Thực sự rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Và gà tròn của vùng Cao Bằng em xin phép được bán với giá là 190.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. 190.000 trong 1 kg. Nụ bây giờ thì nó khá là lớn rồi cô chú anh chị ạ. Nên là đóng gói vận chuyển thì từ rừng về thì cũng sẽ còn có nụ còn nụ mất. Đó, nói chung là gần như là chưa có nở hoa đâu, nhưng mà có sẽ có những cái nụ mà nó sẽ bị gãy, bị hỏng nụ. Nên là chắc chắn là điều đấy là không tránh khỏi, bởi vì nụ nó rất là lớn rồi. Còn thì cô chú anh chị mà muốn được thưởng thức hoa mà không 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 có bị sứt mẻ một cái nụ nào thì cô chú anh chị phải lấy khi mà nó chưa nụ cơ. Đấy. 190 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Hoặc cô chú anh chị mình có thể chọn theo hình ở đây cho em. Hiện tại em đang chia ra rất là nhiều những cái hình gà đẹp. Cô chú anh chị mình có thể lựa chọn theo hình ạ. Hình ở đây sẽ là em xin phép được giới thiệu này. Hình này gọi là cái hình số A. Đây, bắt đầu từ hình số 1 đi cô chú anh chị nhé. Hình gà số 1 ạ, đẹp mê ly luôn cô chú anh chị ạ. Hình gà số 1 này. Nụ chi chít là nụ luôn. Trời ơi, toàn là những thân hoa nụ rất là nhiều luôn đây cô chú anh chị. Hình số 1. Dề gà số 1 thực sự nó rất là đẹp luôn ạ. Em xin phép được bán với giá là 150.000. Rất là nhiều thân hoa cô chú anh chị nhé. Rất là nhiều thân hoa cô chú anh chị có thể nhìn thấy là nụ chi chít luôn. Đây này cô chú anh chị này. Nụ chi chít luôn nhé. Đây. Đấy là còn bị gãy mất một số này cô chú anh chị. Như cái thân này thì rất là nhiều nụ luôn. Đấy là còn bị gãy mất cái mầm nụ này đi rồi ấy. Nụ rất là nhiều luôn. 150.000 cho cái dề này nhé. Hình số 1 ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 2 ạ. Hình số 2 là có hai dề. Nói chung là hình nào cũng đều đang có nụ rất là đẹp hết ạ. Hình số 2, 2 dề, em xin phép bán 120.000 và hình số 3. Hình số 3, lô gà số 3 thì em cũng xin phép được bán đẹp lắm luôn á cô chú anh chị. Cái lô gà hôm nay về quá là đẹp luôn. 120.000 cho lô này cô chú anh chị nhé. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 4 này. 120.000 ạ. Và hình số 5 ạ. Hình số 5. Cũng là một cái dề gà thân mập nú mà chưa gì đã thấy cái độ tím của nó rồi cô chú anh chị. Chưa nụ hoa chưa nở mà đã thấy là nụ khá là tím rồi, không biết là khi mà nó nở hoa sẽ như thế nào. Hai dề đẹp. Hai dề cực kỳ là đẹp luôn đây cô chú anh chị này. Nụ này rất là đẹp luôn, hàng cắt tỉa cực kỳ là kỹ. Và hình này em xin phép được bán dề này với giá là 110.000 hai dề này nhá, 110.000 ạ, đẹp lắm luôn ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 6, hình số 6 hai dề, thân mập nú luôn, to đùng luôn cô chú anh chị ạ, nụ chi chít là nụ. Rất là đẹp. Cái hình này hai dề này xin phép được bán với giá là 180.000 cho hai dề này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 7 này. Nói chung là hình nào cũng rất là đẹp, hình số 7. Hình số 7 thì em có chỗ này là ba dề nhá cô chú anh chị nhá. Ba dề ạ, đây ạ, đẹp. Ba dề đẹp như thế này em xin phép được bán là 130.000 cho ba dề này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 8 này. Chỗ này là nguyên một dề. Cô chú anh chị về chỉ việc ốp lên là đẹp
Mộng mơ luôn ạ. Hình này xin phép được bán là 150.000 nhé. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 9. Hình số 9 này. Số 9 này cũng là 2 dề cô chú anh chị ạ. 2 dề. Hình số 9 này em xin phép được bán lô này với giá là 110.000. 110.000 cho 2 dề này. Và hình số 10 nhá. Số 10. Với giá em bán là 100.000 và hình số 11. Số 11 đây ạ. Chỗ này 2 dề quá đẹp ạ. 130.000 cho 2 dề này và hình tiếp theo sẽ là hình số 12. 150.000 cô chú anh chị nhá. Một cái dề rất là đẹp luôn ạ. Trời ơi. Đó, nụ hoa chi chít luôn cô chú anh chị này. 150.000 cho cái dề này. Đấy, hàng chuẩn bóc rừng mà nụ chi chít đẹp như thế này. Đó, sang bên này đây thì em đang có hai cái phần hoàng thảo xoắn cô chú anh chị này. Hình hoàng thảo xoắn phần số 1 ạ. Một nguyên một cái dề hoàng thảo xoắn như vậy. Kèm theo một thân kèm chuẩn bị nở hoa. Em bán phần này với giá là 180.000 nhé. Và hình hoàng thảo xoắn số 2 này. 280.000 rất nhiều thân. Đó. Mặc dù hơi rụng lá, cái mùa này là cái mùa mà cây chưa có mọc mầm tơ nên là nhìn nó hơi sơ xác, hơi rụng lá của chính chị nhá. Nhưng mà rễ rất là to, 280.000. Và sang hình tiếp theo, bên này ở đây sẽ là những cái hình đai châu Thái, hàng bóc trụ của vườn Việt Nam. À, cái hình này là có 10 cây này, phần này gọi là phần số 1 10 cây. Với giá em bán là 100.000 và phần số 2 với giá là 80.000 cho 5 cây này. Và tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một cái dòng lan vũ nữ mà hoa vô cùng là thơm cô chú anh chị ạ. Cái dòng lan vũ nữ Socola Baby hay còn gọi là Sacri Baby ạ. Đẹp lắm luôn cô chú anh chị. Cánh hoa dày cộp và càng nở càng thơm cô chú anh chị nhé. Rất là bền hoa. Rất là bền hoa. Mà cái dòng này thì siêng hoa và cho hoa quanh năm luôn ạ. Mỗi một chậu rơi vào ít nhất là từ 3 vòi bông trở lên nhé, chú ý chị nhé. Sacri Baby. Hiện tại cây đang có một số thân là đang nở hoa như thế này rồi. Nhưng mà em đảm bảo cô chú ý chị rằng về cô chú ý chị ngắm hoa chán thì thôi ạ. Chán thì thôi cô chú ý chị nhé. Một cái chậu lan như vậy mà cô chú ý chị để trưng ở bên ngoài sảnh phòng khách hay là bàn làm việc hay là ngoài khoảnh sân thì sẽ tỏa cái mùi hương rất là ngọt ngào và quyến rũ luôn. Tạo cái không gian thực sự thư giãn tuyệt vời ạ. Cây đẹp nhá cô chú anh chị nhá, rất là khỏe. Đó, nụ nào nụ đấy khỏe đẹp như thế này. Hoa nở căng đẹp hết cỡ luôn cô chú anh chị ạ. Em đang để giá một cái chậu vũ nữ Socola Baby hay là Sacri Baby đây. Với giá một chậu nhiều thân như thế này, khỏe và rất là đẹp. Giá em đang bán chỉ có 140.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. Đảm bảo bao giá rẻ nhất cả thị trường cho cô chú anh chị mình và cái chậu lan rất là đẹp. Dễ thuần dễ chăm ạ. Và cũng là dòng vũ nữ ạ. Em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái cây lan vũ nữ hoàng hậu xanh. Vũ nữ hoàng hậu xanh cần hoa vươn cao dài đến cả mét khi mà nó nở hoa cô chú anh chị. Thoải mái uốn và tạo dáng theo cái sở thích của mình. Cái giả hành cực kỳ là bự luôn cô chú anh chị nhìn này. Những cái giả hành cực kỳ là bự luôn và tất cả những cái chậu này thời điểm bây giờ là đang có nụ cô chú anh chị nhá. Rất là to cô chú anh chị nhìn cho em. Cái giả hành em cầm. À, cây cao vút và xanh mướt như thế này thì với những cái chậu lan mà nó đạt đẹp như thế vậy thì chắc chắn rằng là những cái cần hoa khi mà nó sổ sẽ đẹp ưng ý luôn cô chú anh chị nhé. Thơm và rất là bền hoa dòng lan vũ nữ hoàng hậu xanh. Một cái chậu lan vũ nữ hoàng hậu xanh đẹp như thế này em xin phép được bán với giá chỉ có 160.000 cho một chậu thôi ạ. Rất là cao, rất là xanh thực sự. Thì đây là cái lô hoàng hậu xanh đầu tiên về mà em cảm thấy là nó đẹp và nó ưng ý nhất. Cây rất là cao chứ không phải là cây lùn cô chú anh chị nhá. Rất là to, cao và rất là đẹp. Đó. 160.000 cho một cái chậu lan vũ nữ hoàng hậu xanh này. À, tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái chậu lan dendro cô chú anh chị ạ. Những cái chậu lan dendro. Ở đây thì hiện tại em đang có, ở nhà em đang có khá là nhiều những cái mặt bông dendro nở. Nói chung là mỗi một cái bông dendro nó có mang một cái vẻ đẹp riêng, một cái sắc thái riêng. Đây là cái cây dendro mà trước đây em đã từng bán. Trước đây em đã từng bán đó là dòng dendro lá biên. Hoa rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Cánh hoa dày cộp như những bông hoa nhựa và bông hoa rất là to. Đấy, chậu này thì đây là cái chậu mà em có kia ở trên thân ý, em cắt giữ để thôi. Chứ thực ra trước đây em bán cũng rất là rẻ. Hiện tại nó nở hoa đẹp như thế này, không biết là cô chú anh chị lấy hàng bên em về thời điểm bây giờ chắc là cũng đã được ngắm những cái bông hoa rất là tuyệt vời rồi đúng không ạ? Rất là tuyệt vời rồi ạ. Thì ở đây hiện tại em đang có những cái dòng dendro mà hoa cũng cực kỳ là xuất sắc luôn. Cô chú anh chị về thưởng thức hoa. Cái dòng dendro này thì em cảm thấy một cái điều rất là thích
rất là cảm thấy rất là ưng ở cái chỗ đó là đầu tiên đó là cái năm cánh trắng mắt đen rất là đẹp như thế này. Cái thứ hai là nó không chỉ ở đã dừng ở chỗ đấy mà nó còn rất là thơm cô chú anh chị ạ. Một cái loại lan mà đendro cực kỳ là thơm. Và cô chú anh chị chơi đendro thì cô chú anh chị biết rồi, cái độ bền của cái dòng hoa này bao giờ cũng phải tầm trên 2 tháng. Nên là em đảm bảo cô chú anh chị rằng là kể cả ngay bây giờ nó đang nở hoa như vậy ạ. Cô chú anh chị mình yên tâm rằng về vẫn thưởng thức hoa chán thì thôi cô chú anh chị nhé. Mặt bông đen đô bao giờ cũng nở hoa trên 2 tháng. Cô chú anh chị yên tâm cho em. Và hiện tại thì em đang có đen đô này. Mỗi chậu cao dài đến cả 90 cm 1 mét cô chú anh chị nhé. 90 cm 1 mét và mầm gốc đang lên. Về cô chú anh chị được thưởng thức một mùa hoa tuyệt vời. Trước tiên là được thưởng thức một mùa hoa tuyệt vời trước. Sau đó là cô chú anh chị có một cái cây giống rất là đẹp. Em đang bán một chậu một thân nhé cô chú anh chị nhé. Một chậu một thân. Cao dài rất là đẹp như vậy với giá chỉ có 90.000 cho một chậu một thân thôi cô chú anh chị nhé. Một chậu một thân. Nếu mà cô chú anh chị muốn có một cái chậu lan gọi là đẹp ngắm đã mắt, cô chú anh chị hãy lấy cho em hai chậu đi ạ. Hai chậu đi cô chú anh chị về lên một giò chắc chắn rằng cô chú anh chị có một cái tác phẩm đẹp ngắm thực sự rất là mê luôn cô chú anh chị ạ. Đấy là cái hàng em đang bán giá 90 nhé cô chú anh chị nhé. Còn bên này đây thì em đang có thêm cả những cái chậu mà nó có hai thân. Cái hàng hai thân thì nó sẽ thấp hơn cô chú anh chị nhé. Hàng hai thân nó thấp hơn. Nó sẽ cao khoảng tầm 50 cho đến 60 cm cho một thân. Và cái hàng mà có hai thân như vậy em xin phép được bán một chậu là 120.000 cô chú anh chị ạ. Một chậu hai thân sẽ là 120.000 nhé cô chú anh chị nhé. Chậu có hai thân. Đó, rất là đẹp, cao từ 50 cho đến 60 cm thôi. Đấy là cái hàng hai thân. Còn hàng một thân em bán 90.000 thì một thân, một chậu một thân thì sẽ là cao khoảng tầm 80-90. Và sang bên này đây cũng là cái dòng đendro thì cái hàng này là hàng mặt hoa xổ số. Hàng đã để sẵn trong những cái chậu rất là to như thế này rồi. Đó, về cô chú anh chị chỉ việc treo lên và tưới nước để chờ hoa thôi. Muốn kích thì cô chú anh chị cứ kích đi. Em đang để giá 150.000 cho một chậu. Và bên này cũng là một cái dòng đendro. Cái hàng đendro này. Mầm gốc đang rất là nhiều cô chú anh chị ạ. Dạ. Bông hoa này tưởng là không đẹp nhưng mà đẹp đến khi nó nở đẹp không tưởng luôn. Đó, rất là xinh như thế này, hiện tại cây đang nụ và đang có những cái dàn mầm gốc rất là đẹp, xanh mướt như thế này. Cái chậu này em xin phép được bán với giá là 100.000 cô chú anh chị nhá. 100.000 cho cái chậu đen đô này. Đó, thì cô chú anh chị cứ thích lấy cái loại nào cứ báo em. Cái chậu này thì trước đây cũng là cái chậu mà kiểu như là hoa nó tàn ấy, hoa nó tàn hay là hàng bom đạn gì đấy. Thì em về em trồng vào cái chậu đi cô chú anh chị này. Trước đây là nó cũng chỉ là một cái chậu cây rất là bé thôi. Đó, sau đấy em trồng vào cái chậu đi thì hiện tại là cây đang lên rất là nhiều cây mầm gốc lên. Nói chung là thuần rất là đẹp luôn rồi cô chú anh chị ạ. Hoa rất là xinh. 100.000 cho chậu này. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan hoàng thảo kèn cô chú anh chị ạ. Hoàng thảo kèn là hàng đã trồng thuần sẵn trong chậu rồi cô chú anh chị nhìn này. Đấy, mầm gốc đang lên cô chú anh chị ạ. Một trong những dòng lan mà đây cô chú anh chị nhìn ạ, cái mặt bông tím lịm vô cùng là yêu thương đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Những cái bông hoàng thảo kèn, một cái chậu hoàng thảo kèn mà hàng nó đang nở hoa như thế này ạ và mầm gốc đang lên nhé. Chậu rơi ít nhất là 3 thân trở lên thì xin phép được bán chỉ có giá 70.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. 70.000 cho một chậu thôi, hàng kèn đang nở hoa. Và những cái chậu nào mà đang nụ ạ, đang nụ thì em xin phép được bán với giá là 90.000. Đó thì cô chú anh chị muốn lấy hàng nụ hay là hàng đang nở hoa, cô chú anh chị hãy cứ báo em cô chú anh chị nhé. Đấy, hàng đang nở hoa thì em bán với giá chỉ có 70.000 cho một chậu thôi. Còn hàng đang nụ thì em sẽ để giá là 90.000 cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái chậu lan kiều tím yên tử cô chú anh chị nhé. Những cái mặt bông kiều tím yên tử mà đã sổ, một trong những cái dòng kiều phải nói là quý và đẹp nhất trong tất cả những cái dòng lan kiều tím. Một số mặt bông đã sổ hoa tại vườn nó cực kỳ là xuất sắc như thế này cô chú anh chị ạ. Mặt bông kiều tím yên tử nhé cô chú anh chị nhé. Một số cái mặt bông mà đã sổ tại vườn. Mặt hoa của dòng lan kiều tím yên tử, mặt bông sổ tại vườn đây cô chú anh chị này. Và một cái chậu lan kiều tím yên tử như vậy ạ. Khá là nhiều thân và cứng cáp đẹp. Một chậu lan kiều tím yên tử như thế này em xin phép được bán là 150.000 cho một chậu. Còn bên này đây sẽ là những cái chậu lan kiều vuông mỡ gà. Một số cái mặt bông kiều vuông mỡ gà cô chú anh chị, hàng sổ tại vườn cô chú anh chị nhé. Đây là nhà vườn người ta trồng và hoa sổ tại vườn đây ạ. Nó vàng rất là đậm như vậy bởi vì cái hàng này nó không khác gì hàng Thái đâu cô chú anh chị, mua hàng Thái rất là đắt đúng không ạ?
Cái hàng này là người ta lấy những cái cây giống gọi là mặt bông kiều rất là đẹp, người ta gieo hạt nên là có nhiều những cái mặt bông mà nó sổ cực kỳ là đẹp như thế này rồi, tại vườn sổ rất là đẹp như thế này rồi. Thì ở đây hiện tại em đang có những cái chậu kiều vô mỡ mà nó đang có nụ rồi, nên là đây cô chú anh chị này, về cô chú anh chị mình có thể với những cái chậu lan kiều vuông mỡ như vậy, về cô chú anh chị mình có thể được thưởng thức hoa ngay đó. Đa số là hàng đang bắt đầu là sưng những mắt nụ rất là lớn thôi cô chú anh chị nhé, đang sưng những mắt nụ rất là lớn thôi, và em đảm bảo cô chú anh chị rằng những cái chậu lan kiều mỡ này về cô chú anh chị sẽ được thưởng thức một mùa hoa rất là trọn vẹn. Cô chú anh chị này, những cái mắt nụ sưng rất là lớn như thế này rồi, mà một cái chậu kiều vuông mỡ gà như vậy em xin phép được bán giao lưu cùng cô chú anh chị là 140.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. Đây, một cái chậu kiều vuông mỡ như vậy là 140.000 cho một cái giỏ kiều vuông mỡ gà này. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu kiều vuông lộc bắc. Kiều lộc bắc ạ, à, những cái chậu kiều lộc bắc thì hoa nó rất là dài cô chú anh chị nhé, cần hoa cực kỳ là dài. Đến khi mà Tết thì những cái chùm hoa cô chú anh chị có thể kích hoa để nó nở vào thời điểm Tết là cực kỳ giá trị. Với giá hôm nay xin phép em còn vài chậu thôi, cô chú anh chị nhìn cho em nhé, những cái chậu lan rất là đẹp như thế này. Đó, hôm nay em xin phép được bán còn lại 190.000 cho một cái chậu kiều vuông lộc bắc rất là đẹp này. Giá trên thị trường không bao giờ dưới giá 200.000, ngay cả người ta đã xả hàng cô chú anh chị nhé. Thì ở đây em đang để giá là 190.000 cho một cái chậu kiều vuông lộc bắc. Đếm cả thân dài thân ngắn thì chắc cũng phải tầm hơn chục thân. Và tiếp sang bên này đây cô chú anh chị cùng nhìn cho em ạ, một cái lô địa lan quân tử, một cái cây lan phong thủy ạ, một cái cây lan phong thủy mang ý nghĩa phong thủy rất là tuyệt vời. Cô chú anh chị thấy là những cái cây cây quân tử này ngắm thì cô chú anh chị có thể thấy là biết là nó to và nó đẹp cỡ nào rồi. Bản lá tròn lá nhăn rất là đẹp, lá tròn lá nhăn và lá ngắn cực kỳ là đẹp, cái lô địa lan quân tử này cây rất là to nữa. Và một cái chậu địa lan quân tử như vậy em đang để giá có 70.000 thôi cô chú anh chị nhé. Ngoài cái ý nghĩa phong thủy rất là tuyệt vời và tạo cái không gian xanh trong gia đình thì cái cây địa lan quân tử này nó còn giúp mình loại bỏ những, nó mang một cái tác dụng rất là tuyệt vời, đó là giúp mình loại bỏ những chất khí độc hại ở trong không khí và loại bỏ ngay cả những cái tia sóng từ điện thoại hay tivi. Nên là khi mà cô chú anh chị để một cái chậu lan quân tử như vậy trong nhà hay là trong cái bàn làm việc thì vừa tạo phong thủy mà vừa tạo ra một cái không gian thực sự rất là tuyệt vời, một cái không gian về cái rất là tuyệt vời cho những cái thành viên trong gia đình của mình cô chú anh chị nhé. Một cái cây lan quân tử đẹp như vậy có giá 70.000 thôi. Và sang bên này đây thì em đang có những cái chậu lan, những cái chậu lan hoàng thảo chuỗi ngọc. Thời điểm bây giờ cây đang hoa và đang nụ. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em một cái dòng lan hiện tại cây đang lên mầm gốc rất là xinh như thế này. Đó, cây đang nụ và đang hoa nhé cô chú anh chị nhé, 150.000 cho một giò. Cô chú anh chị chơi lan thì biết rằng là hoàng thảo chuỗi ngọc thời điểm bây giờ người ta bán 1 kg không dưới 180 đúng không ạ? Và cô chú anh chị về trồng chắc gì cô chú anh chị đã có thể thuần nổi một cái chậu chuỗi ngọc sum suê như thế này. Bởi vì dòng chuỗi ngọc cũng là một trong những dòng lan mà nó khá là khó tính, với bản thân em cảm nhận là như vậy. Nó rất khá là khó sống nhé cô chú anh chị nhé, chứ không phải là hề đơn giản đâu cô chú anh chị ạ. Đấy, cô chú anh chị có thể lựa chọn một cái chậu chuỗi ngọc như vậy về chỉ việc treo tưới nước và chờ hoa thôi ạ. Sang bên này đây thì em đang có những cái chậu lan, đây là những cái chậu lan giả hạc hạ oai, thân nào thân đấy căng mướt luôn, chờ đợi cho cô chú anh chị một mùa hoa tuyệt vời này. Có những cây hiện tại đang nhú nụ nhé cô chú anh chị nhé, đây, nhú chi chít là nụ luôn đây ạ. Ở chỗ em cái thời tiết khá là lạnh nên là bây giờ cây mới đang bắt đầu là nhú nụ đây cô chú anh chị. Mầm gốc thì cũng đang lên nhá. Đây cô chú anh chị, bây giờ bắt đầu ấm dần lên nên là những cây lan đang bắt đầu là chuẩn bị nứt nụ thôi. Một cái chậu lan như vậy em xin phép được bán ít nhất là 5 thân. Giả hoa oai em bán với giá chỉ 100.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhá. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan giả hạc hoa hồng đỏ. Không biết là cô chú anh chị mình đã từng mua những cái chậu giả hoa hồng đỏ với thân đến cả 100.000 chưa ạ? Đó, mặt bông giả hoa hồng đỏ đây cũng rất là xinh đẹp. Và một cái chậu lan giả hoa hồng đỏ mà vừa đang nụ và đang có quả hoa và mầm gốc đang lên. Đây, mầm gốc đang lên như vậy. Xin phép em bán có 80.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị, đó là những cái cây hoàng nhạn 4N ạ. Những cây hoàng nhạn 4N bản lá không dưới 4 sen cô chú anh chị nhé. Bản lá cực kỳ là to và rất là đẹp luôn. Cây rơi vào ít nhất là 6 cặp lá trong một chậu. Hàng đẹp mê như thế này, với giá em đang bán là 190.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. 190.000 cho một chậu.
Riêng những cái chậu lan đẹp như thế này thì em nghĩ rằng không nơi đâu cô chú anh chị mua được dưới 250, 300 nghìn một giò như thế này đâu ạ. Cô chú anh chị lấy cả một cặp đôi cho em hơn 300 nghìn. Cô chú anh chị có một cái siêu phẩm mà ngắm lá thôi cũng đủ mê. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em ạ, một cái chậu nhạn 4N đẹp như thế này với giá chỉ có 190.000 cho một giò thôi. Và sang bên này đây thì em đang có cả những cái giò lan nhạn. Đây cũng là dòng lan nhạn Anpa hay còn gọi là dòng hoàng nhạn va. Dòng nhạn hoa vàng lưỡi trắng nhá. Đây, mặt bông của nó đây ạ. Em đang bán một cái chậu lan nhạn Anpa như thế này với giá chỉ có 110.000 ạ. Cô chú anh chị có thể lấy hai chậu hoặc là ba chậu ghép làm một cái giò để tạo một cái những cái tác phẩm tuyệt vời như thế này. Còn bên này đây thì em cũng đang có những cây lan nhạn 4N nhá, đây ạ. Đây là cũng là những cây nhạn 4N và em sẽ bán thanh lý xả hàng. Cái giò này gọi là hình số 33, rất nhiều cặp lá, em bán với giá là 130.000 ạ. Rẻ sập sàn luôn cô chú anh chị nhá. Cây rất nhiều cặp lá như vậy có 130.000 thôi. Tiếp theo 32 100.000. 31 90.000. 30 80.000 và 29 29 với giá 100.000 và 28 120.000, 27 với giá 80.000 và 26 với giá là 70.000. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu dáng hương tam một giò dáng hương tam bảo sắc 50.000 thôi cô chú anh chị này, hàng đang nụ rồi. Đây ạ. Dáng hương tam bảo sắc đang nụ nhá cô chú anh chị nhá. 80.000 cho chậu dáng hương tam bảo sắc, giò tam bảo sắc này thôi. Đó. Riêng cái giò này cô chú anh chị về treo trước ban công chỉ cần một nhành hoa thôi cũng đủ thơm nức mũi ạ khi mà nó nở hoa. Và bên này sẽ là cái chậu lan, đây là chậu long tu xuân nhá cô chú anh chị nhá, chậu long tu xuân hàng cũng đang nụ, có vài thân đang nụ như thế này, mầm gốc đang lên. Cái giò này em bán 60.000 để cô chú anh chị về ngắm hoa chơi nhá. Bên này cũng là cái giò long tu xuân, cái giò này khá là nhiều những cái thân hoa, mầm gốc đang lên rất là đẹp, em bán là 100.000 cho giò này. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng cô chú anh chị này. Cô chú anh chị hiện tại thì em thấy là một số cây là đã bắt đầu là nhú nụ rồi, hàng này hàng thuần tại vườn nhà em ở ngay tại vùng Cao Bằng nên là đảm bảo cô chú anh chị rằng sẽ có một mùa hoa đẹp ưng ý cô chú anh chị nhé. Bởi vì là cái hai cây mà trồng đúng cái địa phương của nó thì chắc chắn rằng là hoa sẽ rất là đẹp. Và ở đây thì cây em không có được tưới tắm nhiều như là những cái nhà vườn lớn nên là cây nhìn nó cằn cỗi nè cô chú anh chị, như vậy thôi nhưng mà cô chú anh chị về chăm sóc chắc chắn rằng là sẽ rất là dễ dàng, rất là dễ sống cô chú anh chị nhé, dễ dàng thích nghi. Đó, nó như là cái hàng rừng luôn cô chú anh chị ạ. Cái giò này em gọi là giò 25 này, em xin phép được bán với giá chỉ 140.000 thôi ạ. Và giò số 24 ạ, 220.000 cho giò này cô chú anh chị nhé. 220.000, đảm bảo cô chú anh chị làm đến mùa hoa không làm cô chú anh chị mình thất vọng. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 23. Cái chậu này xin phép được bán 230.000, toàn những cây lá xếp thôi. Và sang hình tiếp theo 22 ạ. 22 em xin phép được bán chậu này. Chậu 22 này với giá là 210.000. Và chậu số 21. 21 đây ạ. Với giá em bán với giá là 220.000 và chậu tiếp theo chậu 20 với giá 230.000. Và chậu số 19 ạ. 19 em cũng xin phép được bán là 220.000 cô chú anh chị nhé. Rất là khỏe và rất là đẹp luôn. Và sang hình tiếp theo là hình số 18, xin phép bán 210.000 cho chậu 18 này. Và bên này là một cái khúc cáo nguyên bản 5 cây. Khúc cáo nguyên bản 5 cây này em bán với giá là 200.000 nhé cô chú anh chị nhé. Khúc cáo nguyên bản 5 cây ạ. Và một cái giò mà hàng thuần sẵn tại vườn. Đó, bao nhiêu năm nay rồi em bán giò này với giá 180.000. Sang bên này đây ạ. Là những cái chậu lan thanh đạm sữa, 1 triệu thanh đạm sữa như vậy em bán là 100.000. Ở đây em đang có một cái giò lan này, hạc vĩ này. Cô chú anh chị nào thích sưu tầm em bán nốt này. Đây, giò hạc vĩ này, hạc vĩ Cao Bằng cô chú anh chị nhé. Đây là cái giò hạc vĩ Cao Bằng này ạ. Hoa cũng hồng rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Hoa hồng rất là đẹp luôn, cây okay, này đang có nụ này. Tại vì em không có tưới tắm gì cả nên là nhìn cây nó hơi còi nhá cô chú anh chị nhá, hơi còi. Giò này xin phép được bán với giá là 120.000 cho cô chú anh chị nào muốn sưu tầm. Bên này đây sẽ là những cây lan cát. Cát lai A, dòng lan cát một lá. Dòng lan cát lai A, đây là cái dòng lan cát đỏ cẩm tú, em còn 3 giò duy nhất. Sắc hoa đỏ thắm.
Em bán một chậu này sẽ là cái chậu giữa nhất, cô chú anh chị nhìn thấy dạ, chậu giữa nhất là chậu bụi rất là to này. Xin phép em bán là 120.000 nhá cô chú anh chị nhá. Đây mặt hoa của dòng cát này đây, đỏ rực rỡ như thế này nhá cô chú anh chị nhá. Và hai chậu hai bên này nó nhỏ hơn em bán là 110.000 cho một chậu. Còn bên này đây sẽ là dòng lan cát sổ ạ, cát hoa sổ số nhá cô chú anh chị. Bụi nào bụi đấy to đùng luôn. Hàng này thì dễ thuần dễ chăm, cực kỳ là dễ sống. Cô chú anh chị về trồng là kiểu gì cũng sẽ cho những bông hoa đẹp trọn vẹn. Giá chỉ có 80.000 cho một chậu thôi. Em cô chú anh chị nhìn cho em, đây là cái dòng cát cát của em, đây là cát mini cô chú anh chị nhá. Cát mini thôi mà nó đã đẹp như thế này rồi đây cô chú anh chị này. Còn nếu mà cát 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 đại, bông đại kia á, cái bông hoa nó rất là tuyệt vời luôn. Giá có 80.000 cho một giò thôi. Cô chú anh chị nào muốn lấy cái chậu cát mini này em bán luôn 80.000 nhá cô chú anh chị nhá. Sang bên này đây sẽ là những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan ạ. Vỏ thông đủ size luôn, 1 2 3 4 vỏ thông vụn đồng giá 2.000 cho kg. Đó. Rêu rừng cực kỳ là đẹp với giá 50.000 cho 1 kg. Giớn vụn 40.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Và đây giớn bạc thì em có kích cỡ là 13 30 với giá là 15.000, kích cỡ 20 40 với giá là 22.000. À, duy xanh 50.000 cho một ống này, duy đỏ 60.000 cho một ống, hùng nguyễn 25.000 cho một lọ, 5.000 cho một cặp. Atonic 12.000 cho một gói. Và xúc thai hormone tăng trưởng 50.000 cho một lọ, B1 thái 40.000 cho một lọ. B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 cho một lọ, liền da mỹ yến 40.000. Liền da sẹo đen là 50.000. Liền da sẹo đen 50.000. Siêu da dễ N3M 30.000 cho một lọ, ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000. Ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Và thuốc đặc trị côn trùng với giá 80.000 cho một lọ. Cát tan đặc trị thú nhũn là 40.000 cho một lọ nhé. Kin kin bun đặc trị thú nhũn 25.000 cho một gói. Chicho đề ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi. Phân bón trùn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 cho một túi 1 kg. Đây là phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh ạ. Làm từ dịch chuối, phân trâu, đỗ tương đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Sản phẩm 1 kg với giá là 50.000. 35.000 cho một túi cô chú anh chị nhé. Một cái sản phẩm này nó cực kỳ hoàn hảo, bởi ngoài phân trâu thì còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa, cung cấp cái giá trị dinh dưỡng rất là tối ưu và hạn chế nấm bệnh tuyệt vời. Em còn có cả cái sản phẩm đó là phân dê, hôm nay em đang gửi hết cho khách mà lại không mang mẫu ra. Sản phẩm đã xử lý rồi cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị chỉ việc về tưới bón mà đã qua xử lý nên cô chú anh chị yên tâm rằng là sẽ không sợ hỏng rễ cô chú anh chị nhé. Thoải mái bón, cung cấp giá trị dinh dưỡng rất là tuyệt vời cái phân dê với giá 18.000 một kg. Tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên với giá là 40.000 cho một lọ, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt cô chú anh chị nhé. Đây là hàng hoàn toàn chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng đấy ạ. Cô chú anh chị biết rồi, từ những cánh hoa hồi trước đây từ rất là lâu rồi, ta cho vào món ăn tạo hương vị, tạo độ ngọt và cực kỳ là tốt đối với sức khỏe đúng không ạ? Từ những cánh hoa hồi này thì bên em đã chiết xuất ra những giọt tinh dầu hồi như vậy, chắc chắn rằng sẽ đem đến cho cô chú anh chị những cái công dụng dược liệu vô cùng là tuyệt vời, giảm đau hiệu quả mà không gây nóng rát, và đặc biệt cái mùi hương của nó có thể giúp cô chú anh chị có một cái cảm giác thư giãn tuyệt vời mà giảm đau rất là hiệu quả luôn ạ. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hiện tại bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Cô chú anh chị cùng em ngắm lại một lần nữa cái lô hoàng nhạn 4N. Đó, cây cực kỳ là đẹp như thế này, giá 190.000 nhá. Xin phép em được dừng clip ở đây ạ.